trọng kính quý đức tổng, trọng kính quý đức cha. Kính thưa quý cha, quý bề trên các dòng, quý tu sĩ nam nữ, và kính thưa quý cộng đoàn hành hương. Tôi vô cùng là xúc động và vui mừng khi được đến đây để tham dự Đại hội Thánh Thể, Đại hội Hành Hương Mẹ La Vang lần thứ 27, để được chia sẻ chứng từ về một ơn lạ mà Mẹ La Vang đã ban đến cho gia đình chúng tôi cách đây hơn 40 năm. Thưa quý vị, năm 1958, ba tôi làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Và cứ theo thông lệ, mỗi tháng, ông cùng với phái đoàn của bệnh viện đi thanh tra Bệnh viện Quảng Trị, một trong những bệnh viện nhỏ lân cận thành phố Huế và thuộc quyền quản trị của Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày hôm đó, một ngày trời mưa gió tầm tã, ba tôi chuẩn bị lên đường đi thăm Bệnh viện Quảng Trị. Chiếc xe đón ba tôi đã đến trước cổng nhà. Trên xe còn có ba vị bác sĩ và một nhân viên bệnh viện đang chờ ông. Ba tôi sau một vài điều dặn dò mẹ tôi thì vội vàng ra cổng. Khi ông bước xuống mấy bậc thềm thì ông chạm mặt với một vị linh mục. Đó là linh mục Cao Văn Luận. Ngài là một vị linh mục rất thân thiết với gia đình chúng tôi. Ngài là người cùng quê với ba tôi và cũng là hàng xóm của gia đình tôi. Một trong những điều Ngài mong ước là gia đình tôi trở lại đạo. Kính thưa quý vị, cả hai họ nội ngoại của gia đình tôi không có ai là người đạo. Vì vậy, việc trở lại đạo là một việc rất là khó khăn. Hơn nữa, mẹ tôi đã quy y có pháp danh. Mẹ tôi, như tất cả những phụ nữ Việt Nam khác, những bà mẹ Việt Nam hiền lành, nhẫn nhục, hy sinh cho chồng con. Nhưng đối với vấn đề tín ngưỡng thì mẹ tôi lại rất cương quyết. Vì vậy, tuy rất kính mến linh mục Cao Văn Luận, nhưng việc đổi đạo là việc không thể xảy ra. Ba tôi khi chạm mặt với cha Cao Văn Luận thì Ngài vội vàng lấy ra một tấm tường ảnh và trao cho ba tôi. Ngài bảo: "Tôi vừa mới đi rước kiều ở La Vang về. Mẹ La Vang rất linh thiêng và mẹ hay phù hộ cho những người chạy đến cầu nguyện dưới chân mẹ, không kể bên lương hoặc bên giáo. Tôi thỉnh cho ông bà tấm tượng ảnh này để ông bà cất giữ, và khi có những điều bất trắc thì cầu xin mẹ." Ba tôi trong lúc vội vàng cảm ơn cha và nhét vội tấm tượng ảnh vào trong túi áo trong của chiếc áo jacket da mà ông đang mang, rồi vội vàng từ giả cha
để ra xe. Buổi chiều ngày hôm đó, lúc mà mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn chiều cho chúng tôi, thì gia đình tôi nhận được thông tin là chiếc xe chở ba tôi cùng ba vị bác sĩ và một nhân viên bệnh viện đã bị lật ở cầu Dòng, Quảng Trị, và tất cả đều tử nạn. Trước tin như sét đánh ngang tai, mẹ tôi đau đớn khóc lóc và cùng với chiếc xe của bệnh viện dẫn tôi và em trai của tôi theo để đến Quảng Trị nhận xác của ba tôi. Khi chúng tôi đến chân cầu Quảng Trị, tôi đã nghe tiếng khóc lóc vang vọng của những người thân, có người thân vừa mới tử nạn. Mẹ tôi chạy vội vào, bà nhìn quanh nhưng không thấy xác ba tôi. Người ta bảo với mẹ tôi rằng bốn xác được vớt được lên, nhưng còn xác ba tôi chưa vớt được. Và người ta khẳng định rằng ba tôi đã chết, vì bốn xác kia vớt lên rồi và đều đã chết. Mẹ tôi và hai chị em tôi đứng một góc phòng chờ đợi trong tuyệt vọng. Một lúc rất lâu, tôi không còn nhớ khoảng thời gian là bao lâu. Tôi chỉ biết rằng khi nhìn ra ở bên ngoài thì trời đã tối sầm. Tôi nghe có tiếng người la lớn, xác cuối cùng đã được vớt lên rồi. Mẹ tôi chạy vội ra và bảo ba đó là ba đó. Khi người ta khiêng xác ba tôi vào, ba tôi nằm trên một chiếc băng ca. Và tôi lại nghe có tiếng người la lên một lần nữa: trời ơi, chưa chết, người này còn thở, hơi thở còn yếu lắm, làm hô hấp nhân tạo cho ông ta. Và sau đó, ba tôi được cứu sống. Mẹ tôi một lần nữa lại nước mắt đầm đìa, nhưng là những giọt nước mắt mừng rỡ, những hạnh phúc không ngờ đến với bà là ba tôi được cứu sống. Mẹ tôi quỳ xuống lạy bốn phương tám hướng, cảm ơn trời Phật đã cứu thoát ba tôi. Chúng tôi quỳ xung quanh chiếc băng ca mà ba tôi đang nằm. Và khi ba tôi tỉnh lại, lời nói đầu tiên mà tôi không bao giờ quên: hãy rửa tội, rửa tội cho cả nhà, mẹ La Vang đã cứu ba. Ông nói trong cái giọng rất là mệt nhọc nhưng đầy cương quyết. Và sau đó tôi nhìn thấy ba tôi đưa tay vào trong túi áo trong của chiếc áo jacket da, lục loài tìm kiếm. Và cuối cùng ông rút ra tấm tường ảnh mẹ La Vang đã ướt sũng nước mà cha Cao Văn Luận buổi sáng hôm nay trao cho ông. Kính thưa quý vị, trong lúc sững sờ của mẹ tôi không hiểu ba tôi muốn nói gì, thì ba tôi tiếp tục: chính ba này đã cứu ba. Lúc đó ba mắc kẹt ở phía giữa, ở băng trước của chiếc xe. Và lúc mà ông đã đuối sức vì uống quá nhiều nước, thì có một người đàn bà mở cánh cửa xe, kéo ông ra, đẩy ông nổi lên trên mặt nước và nói rằng: ta là mẹ La Vang, ta đến cứu con. Kính thưa quý vị, ba tôi được mẹ La Vang cứu sống. Ơn là đó là một biến cố lớn trong lịch sử gia tộc của chúng tôi. Để tạ ơn Đức Mẹ La Vang, ba tôi đã xin được rửa tội cho cả nhà chúng tôi, gồm 9 người.
tại thánh đường La Vang, ngôi thánh đường mà sau 47 năm, lúc tôi mới lên 10 tuổi, giờ này lần thứ hai tôi trở về và đứng trên thánh địa của mẹ để nói lên lời chứng tạ ơn mẹ đã ban đến cho gia đình tôi. Kính thưa quý vị, buổi lễ rửa tội của gia đình tôi gồm có linh mục Cao Văn Luận, hiện nay đã từ trần, linh mục Ngô Văn Trọng, ngài là cha xứ nơi cộng đồng mà gia đình tôi sống, ngài là cha xứ của nhà thờ nhà nước thành phố Huế. Ngài hiện còn sống ở tại nhà hưu ở thành phố Garden Grove, California. Và người mà đã dạy công dạy giáo lý cho chúng tôi là linh mục Vũ Minh Nghiệm, ngài hiện tại ở Los Angeles, California. Kính thưa quý vị, ơn là mà mẹ La Vang đã đem đến cho gia đình tôi, đã hoán đổi tâm hồn mẹ tôi từ là một người đã có quy trở thành một người sùng bái Đức Mẹ hết lòng. Ba lần chuỗi mân côi mỗi ngày cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời bà. Ba tôi cho đến năm 93 tuổi vẫn còn thờ tấm tượng ảnh mẹ trên bàn thờ. Tấm tượng ảnh của mẹ La Vang ngày hôm nay đã phai nhạt theo thời gian, nhưng tình yêu của mẹ đối với gia đình chúng tôi càng ngày càng đậm nét trong gia đình chúng tôi, trong mỗi tâm hồn của anh chị em chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một ngày trời rất là mát mẻ, tấm hồn tôi cảm thấy ấm cúng vô cùng ở giữa cộng đoàn hành hương thân yêu. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên thánh địa của mẹ, ngửi thấy mùi hương cỏ của quê hương dưới bóng mẹ hiền. Và tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được có niềm tin của Chúa soi rạng tấm hồn tôi, cùng với tình yêu bao la của mẹ Maria, mẹ La Vang đem đến cho gia đình tôi từ thuở tôi mới lên 10. Kính thưa quý vị, tôi xin được tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn mẹ La Vang và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tôi chia sẻ một chứng từ của mẹ đã ban đến cho gia đình tôi. Tôi xin kính chúc quý vị sau những ngày hành hương được tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi và của mẹ Maria trên con đường trở về. Một lần nữa tôi xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe một câu chuyện, một câu chuyện có thật. Và từ một câu chuyện có thật xuất phát từ một biến cố, một bi kịch, một khủng hoảng, và cuối cùng từ biến cố đó lại là một cuộc trở về, một cuộc hành hương của tâm linh, một cuộc hành hương của tâm linh để rồi vào đạo, thấy đạo, có đạo, giữ đạo và sống đạo, và hôm nay truyền đạo. Xin cảm ơn chị, thay mặt cộng đoàn xin cảm ơn chị. Và bây giờ chị cũng xin nhận một tràng pháo tay cùng với cộng đoàn để đội ơn Chúa, tạ ơn mẹ La Vang.